các bạn nhìn xem lá ớt nó rất là sáng và không có bị bọ chỉ. Còn trái của nó thì các bạn xem nè, trái nó rất bóng luôn. Giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mà quản lý bọ chỉ và để dưỡng cho cái trái ớt nó được bóng và nặng ký như vậy, thì thông qua xịt thuốc và những cái loại thuốc mà anh xài thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Vẫn góc ngồi quen thuộc ở đây, và mình sẽ quay cho các bạn xem. Phía bên đây là cái bọc mà anh đã đựng những cái vỏ và những cái chai thuốc mà anh đã xịt này các bạn. Giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái gói Agassi. Đây là cái gói thuốc Agassi. Agassi của công ty Statun. Đó các bạn. Thì trên cái gói này thì các bạn đã thấy nè, Agassi 55EC, thuốc đặc trị nhện đỏ và bọ chỉ. Thì các bạn đã biết rồi, khi cái gì mà ghi là đặc trị thì các bạn yên tâm sử dụng nha. Thì nó rất là hay và hiệu quả. Trên cái thuốc thì nó cũng để là chết nhanh nè, rồi nó sẽ ung trứng rầy, trứng bọ chỉ, rồi thời gian mà hiệu lực nó lưu vẫn kéo dài. Thì trên cái gói thuốc này các bạn đã thấy cái hoạt chất nó là abamactin 54g trên lít, và một cái hoạt chất thứ hai đó là cái aradiratin thì 1g trên lít, cộng với cái sulfactant và sloven vừa đủ 1 lít. Đó, thì đây là ba thành phần chính trong cái gói thuốc Agassi. Một số loại mà cây trồng mà nó mình sử dụng được nè, gồm có cam, nho, dưa hấu, đậu phộng. Đó. Nó in vậy thôi, nhưng chứ khi mà những cây trồng mà mình bị nhện đỏ hay bọ chỉ thì mình đều có thể sử dụng được các bạn ơi. Đây là mặt sau của cái gói Agassi. Thì trên cái gói thuốc này thì nó cũng đăng ký rất là nhiều loại cây trồng và rất là nhiều dịch hại. Ví dụ như trên lúa là gồm có bọ chỉ và sâu đục bẹ. Trên đậu phộng là sâu xanh da láng. Bắp cải là sâu tơ. Đó. Rồi bọ xít mũi. Cái liều lượng dùng là 100ml, 100-150ml cho 10 công, tức là 1 công vậy là 15ml. Và cái gói này á, cái gói này á là, để mình coi, cái gói thuốc này thì nó tầm khoảng 10-15ml, do cái chữ nó in chồng lên mình nhìn không có rõ. Thì trên cái gói thuốc nó có để là phun khi sâu tuổi 1 đến tuổi 2. Thì một gói vậy á là pha cho một bình 25 lít đó các bạn. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Thì những bạn nào mà trồng ớt, trồng nho, trồng cà hay bất cứ cây trồng gì á, thì nếu mà gặp bọ chỉ hay là nhện đỏ thì các bạn hãy mua cái gói thuốc Agassi này về sử dụng nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết, để chúng ta, để bà con nông dân có một cái vụ mùa mà bội thu. Nghe chia sẻ của mấy cô mà bé ớt thì
mấy cô nói ớt này là bữa nay là không còn nhiều như hồi lúc hổm nữa, là do mình bẻ xuyên suốt, bẻ mỗi ngày. Ớt của anh bẻ mỗi ngày từ sáng tới chiều, lúc nào mình chở đồ ngang thì mình cũng thấy mấy cô bẻ, nhưng số lượng người bẻ không nhiều, chỉ khoảng 10 người, một ngày khoảng 10 người. Mà như cô chia sẻ lúc nãy thì buổi sáng là bẻ được 80.000, buổi chiều thì cũng tầm đó, thì một ngày cũng được khoảng 150-200. Nhưng mà mình không có bẻ suốt, chỉ là sáng bẻ tới lúc nắng lên thì mình ngưng, rồi chiều bẻ tiếp. Chứ mần mướn thì cũng cực, mình chăn nuôi thì nó có này có kia. Dạ. Sáng giờ cô bẻ được nhiêu rồi? Bẻ hồi sáng mới được 29 à. Ừ. 29 vậy ha? 29 kg à. Vậy chắc mới bẻ sau này quá. Hai người. À. Chiều nay chưa cân đâu. Dạ. Trung bình như mình bẻ một ngày là tầm khoảng bao nhiêu ha? Nếu mà 50 kg thì mình cũng được là 200 ha. Mà mình bẻ suốt nguyên ngày không, hay là nắng rồi mình nghỉ? Dạ. Nhưng mà nhờ có một cái là cũng như là mình nguyên ngày rồi mình bẻ suốt gì nó đỡ, mình khỏi phải đi làm này kia, rồi mình còn có thời gian mình tối về nhà rồi. Dạ. Mà mình bẻ đầu tiên chưa quen, mình bẻ từ từ quen à. Từ từ là nhanh lên à. Với lại thêm cái thì tại mình bẻ mỗi ngày, chứ nếu mà mình ớt mà cũng như mình để cho nó rộn chút thì mình bẻ là số lượng nó được nhiều hơn. Dạ. Nó chín để xây dòng chị không á. Ừ. Không có được nghỉ ngơi gì mà chết. Tính ra hồi vẽ tới giờ cũng trên 10 ngày, hơn cả nửa tháng rồi đó. Ủa? Ướt xanh tới giờ ướt chín này cỡ tháng rồi. Ướt em không bẻ ướt xanh đó là dữ dằn lắm. Dạ. Ớt xanh nó làm thấy anh ra làm như ớt hư ở dưới á, tại ớt xanh nó thì nó cũng dễ nó. Dạ. Vớ cơm gì, cơm gì ổn không á. Cái không mà đám ớt này còn bẻ được tầm tháng nữa hơn. Tháng nữa. Ừ. Rồi. Tháng rồi nè. Ừ.
trở lên nhân tới chục. Dạ đúng rồi. Tại ớt này đang trúng rồi đó. Vòng vòng mấy cái đám ớt vòng vòng đây thì chưa có đám nào hơn đám này đâu. Còn còn sau sau này thì mình chưa biết sao. Tại cái sao có từng mẹ ớt. Dạ. Mà ớt này là không nặng á, nó trúng gì đâu. Quá trời. Nhờ thuốc á. Trời, cũng như là ớt rồi ảnh biết cách mà ảnh xịt thuốc á. Xịt đúng cử đồ này kia thì nó ít bệnh với cái này thì cái này tí ngọn mà còn lá xanh là đúng rồi.